xây dựng phát triển hội áo dài Huế ngày càng vững mạnh, khuyến khích tinh thần sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, giữ gìn, tôn vinh và phát huy giá trị áo dài Huế, biểu trưng cho nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Đó là mục tiêu đề ra tại Đại hội Hội áo dài Huế lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra sáng nay. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Huế và các sở ngành liên quan. Nhiệm kỳ 2009-2022, Hội áo dài Huế chú trọng công tác kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên. Số lượng hội viên ngày càng tăng, hiện nay có tổng số 229 người. Ban chấp hành hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh các phong trào xã hội, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp, gắn liền với lợi ích cộng đồng như đào tạo nghề may áo dài, tặng áo dài cho nữ sinh, phụ nữ nghèo, xây dựng quảng bá áo dài Việt Nam đến cộng đồng, du khách trong và ngoài nước. Rút ra những kinh nghiệm thực tiễn từ nhiệm kỳ đầu tiên, nhiệm kỳ 2, 2022-2027, Hội áo dài Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về gìn giữ, tôn vinh và phát huy vẻ đẹp của áo dài Huế. Vận động hội viên tích cực phát triển sản xuất, mở rộng nghề may áo dài, chú trọng công tác quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống. Hướng đến thành lập trung tâm giới thiệu và triển lãm áo dài Huế, góp phần phát triển thương hiệu áo dài Huế, xây dựng Huế kinh đô áo dài.